Xin chào tất cả các bạn. Mời các bạn vào xem livestream ngày hôm nay ạ. Chủ đề ngày hôm nay Hải Ni sẽ chia sẻ cho các bạn về cái cách lướt Facebook mà chúng ta sẽ kiếm được tiền triệu mỗi ngày. Mời các bạn hãy vào xem cái livestream này. Đây là một livestream hết sức là quan trọng và để khẳng định lại cái cách thức mà chúng ta đang tiếp cận, đang bán hàng như thế nào, đã hiệu quả hay chưa, và cái mong muốn về tài chính, mong muốn về thu nhập cá nhân của chúng ta đã được thực hiện hay chưa khi mà chúng ta đang kinh doanh những cái sản phẩm dịch vụ mà nó không còn đạt được cái hiệu quả cao nữa. Thì chủ đề livestream ngày hôm nay sẽ giúp cho các bạn định hướng lại cái sản phẩm kinh doanh cũng như là tìm ra cái con đường đi nhanh nhất đến tới thành công cũng như là đạt được cái kết quả doanh thu trong lĩnh vực mà mình đang kinh doanh. Mời các bạn vào xem livestream ạ. Chào Thanh Hương. Mời các bạn xem livestream, chia sẻ livestream này về tường, gắn thẻ bạn bè và chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi trong cái buổi livestream ngày hôm nay để đạt được cái kết quả cao nhất. Các bạn vào xem livestream, các bạn mời các bạn hãy comment, chúng ta sẽ chào nhau một chút nhé trước khi mà chính thức mình chia sẻ buổi livestream trong ngày hôm nay. Mời các bạn vào xem livestream này. Đây là một chủ đề hết sức là quan trọng bởi vì các bạn biết rằng là có rất nhiều người đang kinh doanh online trên Facebook, có những tháng họ đạt doanh thu hàng trăm triệu đồng, đúng không ạ? Có những tháng họ đạt doanh thu hàng trăm triệu đồng. Tại sao họ lại đạt được những con số như vậy? Đấy. Vậy thì vấn đề nó nằm ở đâu? Và chúng ta là những người kinh doanh online thì chúng ta cần phải làm những cái gì? Đúng không ạ? Lựa chọn sản phẩm nào và có được cái kết quả doanh thu, kết quả tài chính như mình mong muốn thì chúng ta cần phải thay đổi những quyết định gì? Mời các bạn vào xem cái livestream này, các bạn hãy chia sẻ cái livestream này về tường, và với bạn những bạn chia sẻ cái livestream này, các bạn đều được nhận những cái món quà mà Hải Ninh trao tặng cho các bạn để giúp các bạn bán hàng online hiệu quả hơn. Tất cả những bạn chia sẻ cái livestream này đều, các bạn đều có thể nhận được quà. Chào Thanh Hương. Và một phần quà đặc biệt đương nhiên rồi ạ, một phần quà đặc biệt sẽ dành cho bạn nào mà chia sẻ cái livestream này nhiều nhất vào trong các cái hội nhóm để gì ạ? Để các bạn thực sự là những người thực sự là người xứng đáng được nhận cái phần quà hỗ trợ đặc biệt từ Hải Ninh ạ. Chào Nina. Mời các bạn chia sẻ cái livestream này về tường ạ. Và chúng ta vào xem livestream này, các bạn hãy chào nhau một chút để trước khi chúng ta diễn ra cái buổi livestream chia sẻ ngày hôm nay. Các bạn hãy comment chào nhau một chút ạ. Mời các bạn hãy comment, chúng ta chào nhau một chút ạ. Buổi livestream ngày hôm nay là một nội dung hết sức là quan trọng và mình chắc chắn rằng với cái nội dung Hải Ninh chia sẻ ngày hôm nay, các bạn sẽ nhận định lại cái sản phẩm mà các bạn đang cung cấp đã thực sự phù hợp với cái xu thế của thị trường hay chưa. Đây là một nội dung livestream hết sức là quan trọng. Các bạn hãy vào xem cái livestream này và chúng ta hãy chia sẻ cái livestream này về tường, gắn thẻ bạn bè vào để giúp cho mọi người có thể xem các nội dung trong cái buổi livestream này. Mời các bạn vào xem livestream ạ. Các bạn các bạn đang xem livestream này, các bạn đang kinh doanh cái sản phẩm dịch vụ là gì ạ? Các bạn đang kinh doanh cái sản phẩm dịch vụ là gì, các bạn hãy comment xuống phía dưới ạ. Và chúng ta sẽ chào nhau một chút trước khi mà mình chia sẻ cái buổi livestream ngày hôm nay. Mời các bạn hãy comment xuống phía dưới ạ. Các bạn đang kinh doanh cái sản phẩm dịch vụ gì là chủ yếu ạ? Xin mời tất cả các bạn. Xin chào chị Thúy Liễu. Mời các bạn comment xuống phía dưới đi ạ. Các bạn khẩn trương vào xem cái livestream này, Hải Ninh sẽ chia sẻ cho các bạn. Các bạn có nôn nóng không ạ? Các bạn có sốt ruột không ạ? Trong khi tất cả những người kinh doanh online ngoài kia trong thế giới Facebook có rất nhiều bạn, đúng không ạ? Có rất nhiều bạn đang kinh doanh online. Nhưng tại sao có những người kinh doanh online họ kiếm hàng trăm triệu mỗi tháng, đúng không ạ? Tại sao có những người kinh doanh online họ kiếm hàng trăm triệu mỗi tháng? Trong khi đó chúng ta cũng cùng kinh doanh online, chúng ta cũng có 24 giờ như những người khác. Tại sao chúng ta chưa đạt được con số mà chúng ta mong muốn? Thậm chí là chưa đạt được nổi 10 triệu hay 20 triệu, đúng không ạ? Và ngày hôm nay chúng ta sẽ nhận định lại, chúng ta sẽ xem xét lại cái quá trình kinh doanh online của chúng ta,
đúng ạ? Và chúng ta cần phải làm gì ạ? Cần phải thay đổi cái góc nhìn của chúng ta, thay đổi cái suy nghĩ của chúng ta. Các bạn có biết rằng là thế giới đang kinh doanh online đúng không ạ? Rất là nhiều. Và cái thị trường kinh doanh online đang mở rộng ra đúng không ạ? Mở rộng ra và phát triển một cách mạnh mẽ. Và các bạn có biết không ạ? Là thị trường kinh doanh online của chúng ta đến thời điểm này theo con số thống kê ạ. Các bạn có biết là con số khủng khiếp như thế nào ạ? Với thị trường Facebook, trong năm 2018 là thị trường mà lớn nhất trong thị trường kinh doanh online. Và có thể nói rằng là Facebook đang chiếm lĩnh thị trường về kinh doanh online theo các số liệu thống kê của một website We Are Social trên tờ báo New York Mỹ. Thì các bạn biết rằng là gì ạ? Những người kinh doanh online họ đang gì ạ? Đang ngày càng gia tăng, đúng không ạ? Gia tăng về số lượng những người kinh doanh online ngày càng mạnh mẽ. Mời các bạn chia sẻ cái live stream này về tường, gắn thẻ bạn bè vào. Và trong cái live stream ngày hôm nay, Hải Ninh sẽ phân tích cho các bạn thấy ạ, là tại sao cùng là những người kinh doanh online, có những người họ kinh doanh online làm sao ạ? Đạt được kết quả rất tốt. Còn có những người kinh doanh online làm sao ạ? Có những tháng chỉ đạt được 5 triệu hoặc thậm chí chưa nổi 10 triệu, đúng không ạ? Chứ chưa nói đến là 20 triệu. Vậy tại sao có cái sự chênh lệch như vậy, trong khi mà gì ạ? Cái thời gian mà chúng ta có trong một ngày là gì ạ? Là như nhau. Tất cả chúng ta đều có 24 giờ một ngày. Vậy tại sao mà có những bạn kinh doanh online lại đạt được cái doanh thu tốt như vậy, và có những bạn kinh doanh online tại sao lại không đạt được kết quả như mong muốn? Vậy thì sự khác biệt này nằm ở đâu ạ? Các bạn vào xem cái livestream này, các bạn hãy năng lượng lên. Các bạn hãy comment trước khi vào, trước khi mà các bạn thực sự xem cái buổi live stream này. Khi vào đến cái live stream này, các bạn hãy chào nhau một chút để chúng ta cùng chia sẻ với nhau các cái nội dung kiến thức, cũng như là gì ạ? Cũng như là cách để chúng ta nhìn nhận lại về thị trường kinh doanh online. Các bạn có biết rằng là thị trường kinh doanh online hiện nay đang là gì ạ? Là một thị trường rất là nóng. Và gì ạ? Tất cả những người dùng Facebook họ đều gì ạ? Họ đều có xu hướng kinh doanh online. Nhà nhà, người người đều kinh doanh online, đúng không ạ? Thị trường kinh doanh online ngày càng gì ạ? Ngày càng gia tăng một cách mạnh mẽ. Vậy thì các bạn đang kinh doanh online, các bạn đang bán cái sản phẩm dịch vụ là gì? Mời các bạn hãy comment các cái sản phẩm dịch vụ mà các bạn đang cung cấp trên thị trường kinh doanh online xuống dưới đây. Để Hải Ninh biết xem là cái sản phẩm mà các bạn đang bán, đúng không ạ? Đúng không ạ? Thì các bạn hiện tại doanh thu thu nhập trung bình hàng tháng các bạn đạt được bao nhiêu? Bây giờ chúng ta sẽ trả lời từng câu hỏi một, đúng không ạ? Mời các bạn đang xem cái live stream này, mời các bạn hãy, trước hết chúng ta sẽ chào nhau một chút để mình biết là xem những bạn đang xem cái live stream đây có thể là xem live stream lần đầu của Hải Ninh, hay là các bạn đã theo dõi Hải Ninh rất lâu từ trên Facebook rồi, các bạn có thể comment ở phía dưới. Những bạn nào mà xem cái live stream này lần đầu Hải Ninh live stream thì các bạn hãy comment số 1. Còn những bạn nào mà đã theo dõi nick Facebook của Hải Ninh rồi, đã xem livestream của Hải Ninh từ 3 lần trở lên, các bạn hãy comment số 2 đi ạ. Để mình biết xem là trong số các bạn đang xem cái livestream này thì các bạn đang quan tâm tới tình hình hiện tại của cái thị trường kinh doanh online ra sao. Được chưa ạ? Mời các bạn comment xuống phía dưới ạ. Xin chào Lục Bình, chào Diệp Lê, chào Mai Chi. Mời các bạn hãy comment xuống phía dưới đi ạ. Bạn nào xem livestream này lần đầu các bạn hãy comment số 1. Còn những bạn nào mà đã từng xem livestream của Hải Ninh từ 2 lần trở lên các bạn hãy comment số 2 ạ. Rồi, cảm ơn Hương Thu, cảm ơn Thanh Hương. Nina đã xem livestream của Hải Ninh rồi à? Các bạn hãy comment khẩn trương lên ạ, để mình xem là trong số các bạn đang theo dõi livestream của Hải Ninh thì các bạn thực sự là đã biết nhiều thông tin về Facebook chưa? Đúng ạ, mình xem thị trường, mình đang đo cái số lượng người đang quan tâm tới nick Facebook của mình để xem là các bạn đã hiểu rõ về thị trường kinh doanh online trên Facebook chưa? Và những bạn nào mà đã xem livestream của Hải Linh từ 3 lần trở lên, thậm chí nhiều hơn, các bạn đã có những kiến thức cơ bản để áp dụng và cũng như thay đổi một phần nào về Facebook của mình. Đó chỉ là những kiến thức cơ bản thôi. Và trong những gì ạ? Trong những cái kiến thức chuyên sâu Hải Linh chia sẻ riêng trong các cái nhóm về hướng dẫn
chuyên gia bán hàng online trên Facebook. Hải Ninh sẽ chia sẻ nhiều hơn nữa những kiến thức này. Và nội dung Hải Ninh chia sẻ trong các cái nhóm về lớp học chuyên gia bán hàng online là những cái kiến thức mà hoàn toàn rất có giá trị và sẽ hỗ trợ giúp đỡ cho các bạn tăng trưởng về doanh thu. Và với cái gì ạ? Với học phí hoàn toàn là free. Các bạn nào mà có nhu cầu đăng ký cái lớp học này, các bạn hãy inbox cho Hải Ninh, hoặc là sau cái live stream này các bạn có thể comment vào bài viết gần nhất của Hải Ninh đều được. Đấy, thì Hải Ninh muốn chia sẻ với các bạn những kiến thức kinh doanh online vô cùng là gì ạ? Vô cùng là cần thiết. Bởi vì có rất nhiều bạn đang kinh doanh online là các bạn gì ạ? Các bạn kinh doanh online theo bản năng. Các bạn kinh doanh online gì ạ? Theo gì ạ? Những cái kiến thức mà các bạn có nó không đủ để là gì ạ? Để có thể thâm nhập vào cái thị trường kinh doanh online đang rất là nóng, đúng không ạ? Đang có rất nhiều cái sự cạnh tranh giữa các cái hãng, các cái nhãn sản phẩm với nhau. Và nhà người người kinh doanh online nên là gì ạ? Nên là cái mức cạnh tranh nó lại ngày càng khốc liệt. Các bạn hiểu điều này không ạ? Đó, thế thì trong số những bạn đang xem livestream ở đây, các bạn hãy comment ngay các cái sản phẩm mà các bạn đang cung cấp đi ạ. Thanh Hương bán mầm đậu nành Huệ Beauty đúng không? Cái sản phẩm, các bạn hãy comment sản phẩm và cái giá trị, tức là cái giá bán của sản phẩm đó cho Hải Ninh được biết không ạ? Các bạn hãy comment sản phẩm và giá bán của sản phẩm đó để cho mình được biết ạ. Mời các bạn hãy comment đi ạ. Chúng ta sẽ đo lường một ngày, đúng không ạ? Một ngày xem là chúng ta, doanh thu của chúng ta là bao nhiêu. Các bạn hãy comment sản phẩm của bạn và gì ạ? Và giá bán của cái sản phẩm đó. Hãy comment xuống phía dưới để mình được biết đúng không ạ? Trong khi chờ đợi các bạn comment thì mình sẽ phân tích cho bạn thấy ạ. Là thị trường kinh doanh online, đặc biệt là gì ạ? Là Facebook đang phát triển rất là mạnh mẽ. Và nó đang bùng nổ, đúng không ạ? Đang bùng nổ. Bởi vì các bạn biết không ạ? Rất dễ dàng để có thể kinh doanh online trên Facebook, đúng không ạ? Hoàn toàn free, hoàn toàn dễ dàng, chỉ cần đăng bài sản phẩm là chúng ta đã gì ạ? Đã có một Facebook bán hàng, đúng không ạ? Vậy thì trong ngày hôm nay mình chia sẻ với các bạn gì ạ? Cảm ơn Hương Thu. Mỹ phẩm Linh Hương, bạn có thể nói chung mình về cái giá sản phẩm của các bạn đang bán không ạ? Các bạn hãy comment sản phẩm và giá của sản phẩm đúng không ạ? Nếu mà các bạn nào bán quá nhiều thì các bạn có thể comment giá của 1 đến 2 cái loại sản phẩm mà các bạn đang cung cấp chủ lực. Đang cung cấp chủ lực, được chưa ạ? Minh Chí Vương à, nếu mà bạn bán cái sản phẩm này với 199k, có nghĩa là gì ạ? Nó có nghĩa là gần 200k, đúng không ạ? Vậy thì một ngày bạn phải bán khoảng 5 sản phẩm thì bạn mới có tiền triệu, được chưa ạ? Đấy là bài toán của Minh Chí Vương. Các bạn khác thì sao ạ? Các bạn hãy comment nhanh xuống phía dưới đi ạ. Vâng ạ, Hương Thu, sữa dưỡng 250, son 285, tức là trung bình của bạn cứ cho là 250.000 một sản phẩm, đúng không ạ? Thế thì như vậy là một ngày bạn bán khoảng tầm bao nhiêu ạ? Khoảng tầm 4 sản phẩm là bạn có tiền triệu, được chưa ạ? Các bạn khác thì sao ạ? Các bạn hãy comment xuống phía dưới đi ạ. Các bạn khác hãy comment xuống phía dưới cái sản phẩm của mình đi ạ. Để chúng ta gì ạ? Để chúng ta đo lường lại cái mục tiêu, đúng không ạ? Nếu một ngày mà các bạn đặt mục tiêu là có tiền triệu thì sản phẩm mà các bạn đang cung cấp thì các bạn phải bán được bao nhiêu sản phẩm, đúng không ạ? Gen phụ khoa. Vâng, gen phụ khoa cũng tương tự, khoảng tầm 4 sản phẩm. Đúng, khoảng tầm 4 phần sản phẩm. Tức là một ngày chúng ta phải đi được 4 gì ạ? Ít nhất là 4 sản phẩm. Đúng không ạ? Ít nhất là 4 sản phẩm. Bởi vì sao ạ? Bởi vì là chúng ta sẽ phải bù vào những cái ngày nghỉ của chúng ta, đúng không ạ? Nếu mỗi ngày mà chúng ta muốn có tiền triệu thì chúng ta phải gì ạ? Phải bán được gì ạ? Phải bán được hơn 1 triệu, đúng không ạ? Phải bán được hơn 1 triệu. Tức là chúng ta đang mong muốn mỗi ngày có 1 triệu thì chúng ta phải bán hơn 1 triệu. Vì nó sẽ còn bù vào những ngày chúng ta không có đơn hàng, là những cái ngày nghỉ, đúng không ạ? Có thể là ngày lễ, có thể là ngày mà chúng ta gì ạ? Chúng ta không bán được hàng. Được chưa? Mời các bạn hãy comment xuống phía dưới đi ạ. Cảm ơn Nina. Sản phẩm của bạn ạ, sản phẩm của bạn Minh Mạng, ví dụ nếu mà Minh Mạng thì bạn một ngày bạn bán khoảng tầm ví dụ 2 đơn hàng, và Amazon các bạn bán khoảng tầm 1 đơn hàng, tức là tối thiểu là mình gì ạ? Mình có 3 sản phẩm phải bán trong ngày, đúng không ạ? 3 sản phẩm trở lên. Các bạn khác hãy comment ạ, sản phẩm của các bạn và gì ạ? Và giá trị của các sản phẩm nổi bật của các bạn, để mình tính cho các bạn bài toán làm thế nào để một ngày có tiền triệu, được chưa ạ?
để một ngày có tiền triệu. Các bạn hãy comment xuống đi ạ. Chào Nguyễn An. Các bạn có biết là thị trường kinh doanh online đang rất là gì ạ? Đang rất là rộng lớn, đúng ạ? Và các bạn có biết rằng là Việt Nam ạ, Việt Nam đang đứng thứ 7, đang đứng thứ 7 trong cái thị trường, trong cái số lượng người đang dùng Facebook lớn nhất trên thế giới. Các bạn có hiểu không ạ? Việt Nam đứng thứ 7 với số lượng người dùng Facebook lớn nhất trên thế giới. Và điều đó cũng có nghĩa rằng là các bạn dễ dàng có thể gì ạ? Có thể có được khách hàng từ chính cái Facebook mà gì ạ? Chúng ta thường xuyên lướt bảng tin, đúng không ạ? Và trước hết là trong cái buổi livestream ngày hôm nay, mình xin chúc mừng cho tất cả những bạn đang xem cái livestream này mà đang kinh doanh live trên Facebook, là các bạn là sao? Là các bạn đang biết nắm bắt một cái cơ hội để diện, biết nắm bắt một cái cơ hội để chúng ta kinh doanh online trên Facebook, để chúng ta diện có một cái nguồn doanh thu ở trên Facebook, đúng không ạ? Thay vì việc là chúng ta diện ngồi nhàm rỗi và lướt Facebook một cách vô bổ, đúng không ạ? Bản thân các bạn ngày hôm nay đang xem cái live stream này, mình xin chúc mừng các bạn đã diện, đã biết nắm bắt cơ hội để kinh doanh online trên Facebook, đúng không ạ? Và hơn rất nhiều những bạn đang diện, đang ngồi lướt Facebook một cách vô bổ, mà chúng ta đang lướt Facebook để có diện, có doanh thu, thu nhập. Và điều này hết sức là tuyệt vời, đúng không ạ? Các bạn có thấy tuyệt vời không ạ? Nếu mà các bạn thấy cảm thấy điều này nó thực sự là tuyệt vời, các bạn cảm thấy đáng tự hào thì các bạn hãy comment xuống bên dưới ạ. Nó thực sự là một điều tuyệt vời. Được chưa ạ? Chào Nguyễn An. Minh Chí Vương, với cái sản phẩm này của bạn, đúng không ạ? Với cái sản phẩm này của bạn thì thực sự là đã có nhiều người biết dùng, biết đến chưa? Mình cũng chưa thực sự nghe cái sản phẩm này nó quen thuộc, nên là có thể bạn sẽ rất là khó bán ra thị trường, rất là khó bán. Hoặc là cái cách mà bạn tiếp cận khách hàng nó sẽ cần phải đi sâu hơn nữa, đúng không ạ? Cần phải đi sâu hơn nữa. Mời các bạn hãy comment cái nội dung về cái sản phẩm dịch vụ mà bạn đang cung cấp và cái giá sản phẩm mà các bạn đang bán trung bình trên thị trường. Những bạn xem livestream này hãy chia sẻ cái livestream này về tường và gắn thẻ bạn bè vào, hoặc là các bạn có thể chia sẻ vào trong các cái hội nhóm, để sau cái livestream này Hải Ninh sẽ gửi tặng cho các bạn một bộ tài liệu bí quyết bán hàng đỉnh cao trên Facebook, và các bạn sẽ nhận được gì ạ? Sẽ nhận được những cái giá trị từ những cái bộ tài liệu này. Được chưa ạ? Nó thực sự là rất là quan trọng. Các bạn có biết rằng là thay vì các bạn, đúng không ạ? Thay vì các bạn lướt Facebook một cách vô bổ, các bạn đã biết kiếm tiền, đã biết kinh doanh online trên Facebook. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ là đang có một cái sự chênh lệch rất lớn, đúng không ạ? Đang có một sự chênh lệch. Có những người kiếm hàng trăm triệu trên Facebook và có những người chỉ kiếm được vài triệu trên Facebook. Vậy thì cái sự chênh lệch đó nằm ở đâu? Xin chào bạn Nguyễn Dung. Các bạn hãy comment xuống bên dưới đi ạ. Những bạn vào sau xem livestream này hãy giúp Hải Ninh chia sẻ livestream này về tường, gắn thẻ bạn bè và mời bạn bè vào cùng xem livestream này. Những bạn vào sau, các bạn hãy comment cái sản phẩm mà các bạn đang cung cấp và giá sản phẩm trung bình mà các bạn đang bán ra, để mình phân tích cho các bạn thấy là một ngày mà các bạn cần có tiền triệu thì cụ thể là các bạn cần phải làm những cái gì. Được chưa ạ? Các bạn hãy comment xuống bên dưới đi ạ. Cảm ơn Chí Vương, cảm ơn Nina. Thế thì các bạn hãy comment cái sản phẩm của các bạn đi ạ. Hãy comment cái sản phẩm của các bạn và diện và giá của sản phẩm của các bạn mà các bạn đang bán xuống. Mình sẽ phân tích cho các bạn để làm thế nào mà các bạn có được tiền triệu trong cái quá trình bán hàng trong một ngày. Được chưa ạ? Nào, những bạn khác vào sau các bạn xem cái livestream này, các bạn hãy comment xuống phía dưới nhé. Cảm ơn Nina nhé. Những bạn chia sẻ cái livestream này về tường và gắn thẻ bạn bè cũng như mời bạn bè vào xem cái livestream này, mình rất là cảm ơn các bạn. Và sau cái livestream này mình sẽ gửi tặng các bạn những phần quà thật là xứng đáng. Được chưa? Các bạn có biết là những người mà dùng Facebook thì chủ yếu là độ tuổi từ bao nhiêu không ạ? Các bạn có biết là người dùng Facebook chủ yếu độ tuổi là bao nhiêu không ạ? Tức là cái độ tuổi mà khách hàng nằm ở trên Facebook phần lớn nhất ấy, là bao nhiêu không ạ? Mời các bạn comment thử xem nào, để mình xem cái nhận định của các bạn về cái thị trường Facebook như thế nào. Các bạn hãy comment xuống phía dưới người số, tức là cái khoảng khoảng độ tuổi người dùng Facebook nhiều nhất
hiện nay là khoảng từ bao nhiêu tuổi đến bao nhiêu tuổi ạ? Hương Thu à, em ít được tương tác. Cái phần nội dung tương tác chị cũng đã có chia sẻ những cái livestream, em có thể theo dõi thêm các livestream của chị. Hoặc là tí nữa cần chị hỗ trợ thì sẽ inbox vào trong link Facebook cho chị nhé. Các bạn hãy comment xuống xem là các bạn nhận định như thế nào về cái độ tuổi ạ. 50-50. 50-50 là sao Nina? Chào chị Mai Phương. Độ tuổi từ bao nhiêu ạ? Theo các bạn, độ tuổi từ bao nhiêu chiếm phần lớn thị trường đang kinh doanh online? Đúng ạ? Và số lượng người dùng Facebook ạ? Nó sẽ trong dao động trong khoảng nha, các bạn nhớ dao động trong khoảng, ví dụ từ 20 đến 30 hay là từ 3 hay là từ 2 năm đến 3 năm, vân vân. Đấy là do cái nhận định của bạn, các bạn có thể phỏng đoán xem là cái số lượng mà nhóm người dùng ở Việt Nam chủ yếu là độ tuổi từ bao nhiêu không ạ? Mời các bạn hãy comment đi, xem là các bạn nhận định như thế nào. Mời các bạn hãy comment xuống phía dưới đi ạ. Ba tôi 30 với chỉ là một cái tuổi cố định thôi, còn trong khoảng độ tuổi từ bao nhiêu đến bao nhiêu thì nhóm người dùng Facebook tại Việt Nam là lớn nhất. Là lớn nhất. 2 năm đến 3 năm ạ. Cảm ơn Thương Thu. Còn những bạn khác thì sao ạ? Còn các bạn khác thì sao? Nào mời các bạn khác cho ý kiến đi ạ. Các bạn khác thì sao? Các bạn nhận định như thế nào về cái thị trường đó? Chào Mỹ Riêng. Độ tuổi mà người dùng Facebook lớn nhất tại Việt Nam chủ yếu trong khoảng nào? Độ tuổi mà người dùng lớn nhất. Độ tuổi mà người dùng Facebook tại Việt Nam dùng chủ yếu nhiều nhất đó là trong cái độ tuổi nào? Các bạn đoán từ 2 năm đến 3 năm gần chính xác rồi. Các bạn có thể đưa ra một con số chính xác hơn một chút được không ạ? Các bạn hãy comment xuống phía dưới nhé. Các bạn hãy comment xuống phía dưới đi ạ. Mình chưa nhìn thấy con số chính xác, mình chưa nhìn thấy con số chính xác đâu. 20 đến 40 à, cũng chưa chính xác. Các bạn khác thì sao ạ? Nào các bạn hãy đoán nhanh đi ạ, các bạn khác thì sao? Xem ra là cái cách mà các bạn nhận định chưa chính xác. Từ 18 đến 4 năm cũng chưa chính xác riêng ạ. À. 20 đến 3 năm gần gần chính xác rồi, gần chính xác. Hương Thu, rất chính xác, gần chính xác. Gần 20 và gì ạ? Gần 3 năm. Nào, con số cuối cùng nào để mình xem các bạn phỏng đoán như thế nào. Nào các bạn đưa ra con số cuối cùng đi ạ. Các bạn đưa ra con số cuối cùng để mình xem nào. Xem các bạn phỏng đoán như thế nào. Gần 20, gần 3 năm ạ. Gần chính xác rồi. Mình đã đưa ra gợi ý rất là dễ rồi. Nào các bạn hãy comment xuống phía dưới đi ạ. Các bạn cần phải nhận định cái thị trường kinh doanh online của chúng ta, đối tượng chủ yếu là nằm ở đâu, đúng không ạ? Nằm ở đâu, nằm trong khoảng độ tuổi nào, vì điều này rất là quan trọng trong quá trình chúng ta xác định khách hàng mục tiêu, đúng không ạ? Minh Chí Vương chưa chính xác, 23 đến 4 năm là chưa chính xác. Như vậy là gần như không có bạn nào trả lời câu hỏi này chính xác, đúng không ạ? Các bạn nên nhớ ạ, cái câu này các bạn nên nhớ ạ, là nhóm người dùng trên Facebook ở Việt Nam chủ yếu trong độ tuổi từ 18 đến ạ, đến 34 tuổi. 18 đến 34 tuổi là cái số lượng hầu hết gì ạ, là sử dụng Facebook trong cái khoảng đó. Thế thì các bạn biết rằng ạ, là nếu mà cái sản phẩm của các bạn mà không rơi vào cái thị trường này là chủ yếu, thì cái việc mà các bạn có doanh số cao trong một tháng là gì ạ? Là rất là khó khăn. Các bạn hiểu ạ? Rất là khó khăn. Nếu cái sản phẩm của các bạn mà nằm ở trong gì ạ?
nằm ở trong, tức là nằm ngoài cái khoảng này, thì cái cơ hội mà các bạn có được cái mức doanh thu cao là gì ạ? Rất là khó khăn, được chưa ạ? Rất là khó khăn. Thế thì các cái sản phẩm mà các bạn đang bán từ đầu livestream đến giờ, mình thấy các bạn comment có rất là nhiều các sản phẩm khác nhau. Thế nhưng mà về hầu hết là gì ạ? Một ngày các bạn phải bán bao nhiêu ạ? Khoảng 3 đến 4 đơn một ngày thì chúng ta mới có cái con số tiền là từ 1 triệu trở lên, đúng không ạ? Hầu hết là chúng ta phải bán 3 đến 4 đơn một ngày mới có con số tiền là mới có số tiền là từ 1 triệu trở lên doanh thu. Đấy mới chỉ là doanh thu thôi ạ, đấy mới chỉ là doanh thu thôi. Còn chưa trừ đi chi phí để ra gì ạ? Lợi nhuận mà các bạn thực sự thu về. Thế thì câu trả lời ở đây là một ngày mà chúng ta đi được khoảng 3 4 đơn hàng thì nó có khó không? Đúng ạ? Cái câu hỏi mình muốn đặt ra đây là một ngày mà đi được 3 4 đơn hàng có khó không? Các bạn hãy comment nhanh xuống phía dưới nào. Theo các bạn một ngày mà đi được 3 4 đơn hàng có khó không nào? Để mình xem là những bạn đang xem livestream ở đây, các bạn đang phát triển cái thị trường của bạn như nào, hệ thống của các bạn ra sao. Các bạn có cảm thấy khó không ạ? Các bạn hãy comment xuống phía dưới để mình được nhìn thấy cái câu trả lời của bạn nào. Các bạn có cảm thấy khó? Một ngày mà 3-4 đơn hàng thì có khó không nào? Rất là khó đúng không Nina? Rồi, cảm ơn em. Còn những bạn khác thì sao? Những bạn khác có thấy khó không ạ? Hương Thu, khó đúng không ạ? Thế những bạn khác nữa? Các bạn thấy khó đúng không ạ? Một ngày mà 3-4 đơn hàng tức là gì ạ? Tức là chúng ta phải phải có 3 4 người chuyển khoản. Đúng không ạ? Cảm ơn Đặng Xuân. Một ngày mà chúng ta có 3 4 người chuyển khoản rất là khó. Còn chưa kể những ngày mà gì ạ? Chúng ta không có ai gì ạ? Mua hàng. Đúng không ạ? Vậy thì các bạn sẽ làm gì? Nếu mà khó như vậy các bạn đang làm gì? Bây giờ mình hỏi xem là cái cách mà các bạn đang làm, các bạn làm như thế nào? Các bạn vẫn đang đăng bài bán hàng bình thường thôi đúng không ạ? Các bạn vẫn đang đăng bài bán hàng bình thường và các bạn tiếp cận khách hàng theo cách cũng rất thông thường. Có đúng không ạ? Các bạn đang tiếp cận khách hàng theo cách rất thông thường. Đó là gì ạ? Các bạn có biết không ạ? Là các bạn mới chỉ gì ạ? Mới chỉ đăng bài bán hàng lên, giới thiệu sản phẩm thôi. Chưa có một cái gì ạ? Có một cái sự khác biệt nào để mà gì ạ? Khách hàng người ta lựa chọn bạn thay vì một người khác. Đúng không ạ? Tức là một ngày mà chúng ta để đăng bài bán hàng và chúng ta có được 3 đến 4 đơn hàng chốt và họ chuyển khoản cho mình hoặc họ đồng ý chấp nhận gì ạ? Mua hàng của mình. Nhưng mà còn chưa kể là những có một số các cái đơn hàng mà chúng ta sẽ bị gì ạ? Bị bom hàng đúng không ạ? Họ có thể đồng ý tại thời điểm đó nhưng đến khi mà người ship hàng đến thì họ lại không nhận sản phẩm. Đấy. Thế thì rõ ràng là chúng ta tưởng như là chúng ta có quá nhiều, chúng ta tưởng như là chúng ta có lợi nhuận, đặc biệt là các bạn bán mỹ phẩm ấy. Các bạn có thể nhập vốn, các bạn có thể bán gấp 3 lần, đúng không ạ? Nhiều khi các bạn tưởng rằng là các bạn đang có lợi nhuận nhưng thực chất là gì ạ? Thực chất là cái mức lợi nhuận đó các bạn phải trừ đi toàn bộ cái chi phí bao gồm cả chi phí hàng tồn kho thì các bạn mới đánh giá được xem mình có thực sự là lãi hay không. Đúng không ạ? Mình có thực sự là lãi hay không? Đấy. Còn gì nữa? Các bạn có biết rằng là trong cái quá trình bán hàng online, nếu mà chúng ta làm sao? Chúng ta không nhận định được cái thị trường của chúng ta đang ở trong cái ngưỡng như thế nào, đang trên đà phát triển hay đang gì ạ? Đang cuối của giai đoạn suy tàn. Mà chúng ta cứ lao vào sản phẩm một cách gì ạ? Một cách không có cái sự phân tích tập trung thì các bạn sẽ dễ gì ạ? Sẽ dễ bị gì ạ? Sa sút về doanh thu. Sẽ bị dễ bị sa sút về doanh thu và cái hiệu quả mà các bạn bán hàng không thể nào đạt được cái hiệu quả cao được. Các bạn có hiểu không ạ? Như vậy là cái việc mà các bạn lựa chọn một cái sản phẩm để mà các bạn bán và cung cấp ra thị trường là một cái sự lựa chọn ban đầu. Đúng không ạ? Nó vô cùng là gì ạ? Vô cùng là khó. Chúng ta nhận định một cái sản phẩm như thế nào để mà thị trường tiếp nhận một cách nhanh chóng và chúng ta gì ạ? Chúng ta cũng nhanh chóng chiếm lĩnh được thị trường, nó cũng rất là khó. Phải không ạ? Một ngày mà có 3 4 đơn hàng rất là khó để mà có thể đạt được điều đó. Thì trong cái livestream này Hà Linh chia sẻ thật là ngắn gọn thôi. Một là các bạn gì ạ? Nếu mà các bạn đang kinh doanh cái sản phẩm mà các bạn đang hiện tại đang kinh doanh, ví dụ những cái sản phẩm về mỹ phẩm đúng không ạ?
ví dụ các cái sản phẩm về đông y, dược phẩm, vân vân. Thì những cái sản phẩm này nếu mà các bạn đang làm một cách thủ công thì chắc chắn là cái hiệu quả bán hàng của bạn không thể nào mà đạt được yếu tố gì ạ, không thể nào đạt được cái mức vượt trội về doanh thu được. Mình khẳng định với các bạn là như vậy, không thể đạt được vượt trội về doanh thu. Và điều đương nhiên là gì ạ, là các bạn cần phải có công cụ để hỗ trợ. Mình khẳng định với các bạn là khi mà các bạn có công cụ để hỗ trợ thì cái việc mà các bạn bán hàng online trên Facebook nó sẽ đạt được cái hiệu quả cao nhất. Đấy. Và vấn đề nằm ở chỗ là gì ạ? Là các bạn khai thác cái công cụ đó như thế nào. Trong những cái livestream đúng không ạ? Ngày hôm qua, ngày hôm kia và nhiều những cái livestream mà anh đã chia sẻ và có rất nhiều các cái minh chứng để ví dụ cho việc là chúng ta sử dụng để đạt được cái hiệu quả cao nhất trong cái quá trình bán hàng. Được chưa? Đạt cái hiệu quả cao nhất trong cái quá trình bán hàng thì chúng ta phải biết sáng tạo trên chính cái công cụ đó để gì ạ? Thu về để đạt được, để gặt hái được những cái kết quả đó là gì ạ? Là khách hàng tiềm năng của chúng ta. Đúng không ạ? Đạt được cái kết quả mà khách hàng tiềm năng của chúng ta. Thế thì nếu mà các bạn đang kinh doanh online các cái sản phẩm này thì như vậy có nghĩa là trung bình một tháng cái doanh thu của các bạn làm sao khó mà đạt được ở cái ngưỡng là gì ạ, 20 triệu, đúng không ạ? Khó mà đạt được ở cái ngưỡng 20 triệu. Thế thì những bạn đang xem cái livestream đây, các bạn có thể đưa ra cái con số cho mình nhìn thấy rõ hơn được không ạ? Đó là cái con số thu nhập trung bình hàng tháng mà các bạn đang gặt hái được từ việc kinh doanh online, để mình có thể phân tích cho các bạn thấy là cái sản phẩm của bạn như thế nào. Được chưa? Các bạn hãy comment xuống phía dưới đi ạ. Hãy comment xuống phía dưới ạ. Mời các bạn hãy comment xuống phía dưới cái thu nhập trung bình của các bạn. Thu nhập trung bình của các bạn trong một tháng ạ. Comment thu nhập trung bình của bạn trong một tháng để mình xem là cái thực sự là các bạn đang gì ạ, đang đạt cái hiệu quả như nào trong quá trình các bạn kinh doanh online, đúng không ạ? Và nếu mà các bạn lại làm hoàn toàn thời gian về kinh doanh online nữa mà cái số thu nhập của các bạn lại không đạt được cái ngưỡng yêu cầu ấy thì là gì ạ, là bạn đang kinh doanh online chưa đúng sản phẩm, chưa đúng xu thế và chưa tiếp cận được gì ạ, được khách hàng. Các bạn hãy comment xuống phía dưới đi ạ. Mời các bạn hãy comment xuống phía dưới. Mời các bạn hãy comment xuống phía dưới. Nào, mời các bạn hãy comment cái xả cái thu nhập trung bình của các bạn đi ạ. Có lẽ rằng là nói về cái thu nhập trung bình thì các bạn có thể hơi ngại một chút, nhưng mà mình phân tích cho các bạn thấy trong cái livestream này đó là gì ạ? Đó là các bạn cần phải gì ạ? Cần phải xem xét lại cái sản phẩm của các bạn. Xem xét cái thị trường mà các bạn đang gì ạ? Đang cung cấp cái sản phẩm đó. Nó thực sự là xu thế hay không? Nó phải là xu thế thì bạn gì ạ? Khi bạn nắm bắt được cái xu thế đó thì bạn bán hàng nó mới hiệu quả được. Được chưa? Bạn bán hàng mới hiệu quả được. Ví dụ như cái sản phẩm mà các bạn đang cung cấp mà các bạn làm sao ạ? Mà các bạn muốn có thu nhập tiền triệu thì các bạn phải tiếp cận được bao nhiêu đơn, và trong cái phần bài toán vừa rồi mình đã phân tích cho các bạn thấy rồi. Đúng không ạ? Phân tích cho các bạn thấy về cái việc là đơn hàng đó làm thế nào để mà gia tăng được. Đặng Xuân à? Ít lên ngại quá đúng không? Bởi vì các bạn chưa thực sự tập trung vào việc kinh doanh online. Các bạn phải tập trung vào việc kinh doanh online thì các bạn sẽ thấy là các bạn thực sự là kiếm tiền kinh doanh online nó cực kỳ là thú vị, nó rất là thú vị. Nó rất là thú vị.
Xin chào bạn Thảo Ly. Thế thì các bạn nên nhớ rằng là các bạn hãy cần phải nắm bắt được cái sản phẩm mà nó đang là xu thế của thị trường, đang là nhiều người cần nhất, đúng không ạ? Nhiều người muốn sở hữu nó nhất thì các bạn mới có thể gì ạ? Dễ dàng một ngày thu nhập tiền triệu được. Đúng không ạ? Thế thì mình cho mình hỏi là những cái sản phẩm mà các bạn đang cung cấp nó đang phục vụ một cái đối tượng, đúng không ạ? Một cái đối tượng nó hết sức là gì ạ? Nó hết sức là trong một cái giới hạn nhất định, đúng không ạ? Trong một cái giới hạn nhất định. Trong một cái giới hạn nhất định. Nên là khi mà chúng ta đưa cái sản phẩm đó ra trong cái thị trường đó, trong cái thị trường đó, thì cái kết quả mà chúng ta đạt được không thể nào mà cao được. Các bạn hiểu không ạ? Nên là kết quả của chúng ta đạt được không thể nào mà cao được. Và có nghĩa là gì ạ? Khi mà các bạn nhớ rằng là cái sản phẩm mà các bạn đang cung cấp cho một cái đối nhóm đối tượng đó, đúng không ạ? Thì các bạn cũng đang gì ạ? Có rất nhiều những cái sản phẩm đang cùng giống như sản phẩm các bạn cũng đang cung cấp trên thị trường. Và cái sự cạnh tranh nó gì ạ? Ngày càng mạnh mẽ, sự cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ. Nên là chúng ta lại ngày càng chúng ta khó bán được hàng. Được chưa? Ngày càng chúng ta khó bán được hàng. Và các bạn lại bị mắc một cái sai lầm là chúng ta cứ đăng bài bán hàng và chúng ta cứ chỉ đăng bài bán hàng thôi. Nên là chúng ta không thể nào mà đạt được cái hiệu quả cao trong bán hàng được. Vì những bạn nào mà đã xem cái livestream của Hà Ninh và đặc biệt là đã được học qua cái lớp về chuyên gia bán hàng online thì các bạn thấy rằng là gì ạ? Là các bạn có bị gặp phải nhiều những cái lỗi sai lầm trong cái quá trình các bạn bán hàng online. Nên là cái hiệu quả bán hàng online của các bạn không thể cao. Đúng không ạ? Các bạn cứ mãi miết đăng bài bán hàng sản phẩm thì cái kết quả là chúng ta thu lại những khách hàng tiềm năng là sẽ không có gì ạ? Không có cái hiệu quả. Và trong cái livestream này mình muốn chia sẻ với các bạn ạ, thực sự các bạn phải nhắm tới một cái sản phẩm mà gì ạ? Mà có thể cung cấp được cho rất nhiều ạ, cho rất nhiều những người cùng kinh doanh online thì các bạn sẽ gì ạ? Có cơ hội để mà gì ạ? Để mà có cái doanh thu thu nhập tốt nhất. Những người mà đã kinh doanh online trên Facebook ít nhiều là họ cũng đã gì ạ? Đã có những cái nguồn vốn nhất định. Và việc mà gì ạ? Mà bạn cung cấp cái sản phẩm cho chính những người kinh doanh online sẽ là một cái cơ hội tốt nhất để giúp cho bạn gì ạ? Giúp cho bạn dễ dàng có thu nhập tiền triệu mỗi ngày. Và cái buổi livestream ngày hôm nay mình chia sẻ cho bạn đó chính là cái cơ hội gì ạ? Để trở thành đại lý phần mềm. Đây là một cái cơ hội rất là tốt. Khi mà bạn trở thành đại lý phần mềm tức là bạn gì ạ? Có cơ hội để cung cấp cái sản phẩm là phần mềm cho chính những người đang kinh doanh online trên Facebook. Mà chúng ta biết rằng là gì ạ? Là những người kinh doanh online ngày càng tăng lên, đúng không ạ? Nhà nhà, người người họ đều kinh doanh online trên Facebook. Và việc mà bán hàng online trở nên dễ dàng, cái sự cạnh tranh giữa các sản phẩm nó ngày càng tăng lên một cách mạnh mẽ. Đặc biệt là mỹ phẩm, đặc biệt là dược phẩm, đúng không ạ? Vậy thì nếu những bạn nào mà xem cái livestream này mà các bạn đang bán những cái sản phẩm mà các bạn cảm thấy là gì ạ? Là cái xu hướng về cái sản phẩm đó nó bị giảm sút. Bạn bán hàng đúng không ạ? Bạn đã tìm mọi cách để gì ạ? Bạn bán hàng để đạt được cái hiệu quả cao hơn, nhưng cái sự cạnh tranh nó gì ạ? Nó quá là gay gắt. Thì các bạn cũng nên tìm ra cho mình một cái hướng đi mới, hoặc có thể là gì ạ? Đi song song cùng hai cái dòng sản phẩm để vừa hỗ trợ và bổ sung cho nhau trong cái quá trình mà chúng ta kinh doanh online. Đó chính là gì ạ? Là việc trở thành đại lý phần mềm. Vì khi các bạn trở thành đại lý phần mềm là các bạn có cái gì ạ? Có cơ hội vừa là gì? Vừa bán được cái sản phẩm phần mềm đó, hỗ trợ cho những người kinh doanh online. Đồng thời bạn cũng là gì ạ? Bạn cũng có thể sử dụng chính cái phần mềm đó để gì ạ? Để hỗ trợ cho cái công việc kinh doanh online hiện tại của các bạn đang gặp những cái khó khăn hoặc là đang chưa biết cách tiếp cận khách hàng tiềm năng. Thảo đi nhá, chị đang live trên cái nội dung chủ đề nào, chị chỉ trả lời những câu hỏi liên quan đến chủ đề đó thôi. Còn em cần inbox riêng thì inbox riêng cho chị sau nhá. Được chưa? Và trong cái nội dung ngày hôm nay mình muốn chia sẻ cho các bạn thực sự một cái cơ hội, đó là trở thành đại lý phần mềm. Vì các bạn biết rằng là những người kinh doanh online ngày càng tăng lên. Các bạn nhìn lại trên chính nick Facebook của bạn đi ạ, có rất nhiều người đang kinh doanh online trên Facebook. Những người
người thân của bạn, những người bạn bè của bạn bỗng dưng một ngày họ trở thành là gì ạ? Là người kinh doanh online trên Facebook. Vậy khi bạn bán chính cái sản phẩm là phần mềm để hỗ trợ họ bán hàng hiệu quả hơn, đúng không? Thì đó là một cái gì ạ? Một cái cơ hội để bạn có cái doanh thu thu nhập tốt nhất. Vì bình thường một cái sản phẩm phần mềm mà bạn bán một năm với cái mức doanh thu là 1,5 triệu một năm, đúng không ạ? Thì các bạn chỉ cần bán cho một người là bạn đã có cái mức doanh thu này rồi, đúng không ạ? Và một ngày bạn có một khách hàng nó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều so với việc một ngày bạn phải đi kiếm 2, 3 đến thậm chí 4, 5 khách hàng để đạt được cái mức doanh thu 1 triệu là một ngày, đúng không ạ? Thì đấy là cái câu gì ạ? Cái câu trả lời để gì ạ? Để chúng ta dễ dàng đi tìm ra một con đường dễ dàng hơn, ngắn hơn và nhanh hơn để đi đến cái doanh thu và mục tiêu tài chính của chúng ta. Các bạn có hiểu điều này ạ? Những bạn đang xem cái livestream này, mời các bạn hãy chia sẻ cái livestream này về hội nhóm Du Hải Ninh để chúng ta đều có cái cơ hội trải nghiệm phần mềm cũng như là hỗ trợ cho những người kinh doanh online khác họ tiếp cận được cái cơ hội. Các bạn có hiểu điều này nó rất là quan trọng, nó thực sự là rất là quan trọng. Bạn có nhận thấy cái cơ hội tiềm năng này không? Khi trong khi tất cả những người kinh doanh online họ đang có cái sự cạnh tranh mạnh mẽ về sản phẩm. Các bạn hiểu không ạ? Mà với việc các bạn trở thành đại lý phần mềm thì các bạn nhìn thấy rồi đấy ạ. Những người bán phần mềm thì có rất là ít công ty đang cung cấp cái phần mềm này. Và khi các bạn trở thành đại lý, tức là các bạn trở thành thành viên của công ty mà Hải Ninh đang làm việc, đó chính là công ty Zila. Các bạn có cơ hội trở thành thành viên của công ty Zila là các bạn sẽ có cơ hội học hỏi cái cách bán hàng hoàn toàn rất hiệu quả mà không hề mất một khoản chi phí nào. Và việc mà các bạn bán hàng, các bạn sẽ cảm thấy gì ạ? Các bạn sẽ cảm thấy thực sự là các bạn là một người có giá trị, chứ không chỉ đơn thuần là một người bán hàng thông thường. Và trong cái livestream này mình chia sẻ với các bạn đó chính là cái cơ hội để trở thành đại lý phần mềm. Và khi bạn trở thành thành viên của công ty Zila, bạn không những ạ, bạn được học những cách bán hàng hiệu quả, bạn còn được sử dụng cái phần mềm đó để hỗ trợ cho chính cái sản phẩm mà bạn đang cung cấp chưa đạt được cái hiệu quả cao trong quá trình bán hàng. Đồng thời bạn có thể sử dụng các cái tài khoản còn lại để bán cho những khách hàng tiềm năng, và khi đó họ sẽ dễ dàng đạt được cái kết quả cao hơn, đúng không ạ? Bởi vì các bạn biết rằng rồi là khi mà chúng ta có công cụ hỗ trợ bán hàng thì cái hiệu quả bán hàng sẽ cao. Còn nếu mà chúng ta làm thủ công thì chúng ta không thể tiếp cận được hàng trăm khách hàng. Đấy là điều hiển nhiên rồi. Và công cụ đều là rất cần thiết cho những người bán hàng online. Việc của các bạn là các bạn phải nắm lấy cơ hội để chúng ta gì ạ? Để chúng ta tham gia vào cái thị trường càng sớm thì cái cơ hội mà chúng ta bán được hàng càng nhiều, đúng không ạ? Chứ còn để mà các bạn tham gia vào một cái thị trường mà nó quá là lớn rồi và cái xu thế thị trường đang đi xuống thì các bạn không thể nào thành công được. Muốn thành công nhanh thì các bạn phải nắm bắt được xu thế, các bạn phải lựa chọn đúng con đường và đúng thời điểm. Và đây là những cái thời điểm tốt nhất để làm gì ạ? Để bạn nhanh chóng trở thành đại lý phần mềm. Để khi đó các bạn vừa hỗ trợ được những người khác bán hàng hiệu quả, bản thân bạn cũng trưởng thành hơn rất nhiều từ việc bạn trở là thành viên của công ty Zila. Đây là một trong số những cơ hội và cũng như là đặc quyền mà những thành viên Zila đang được hỗ trợ. Và các bạn có biết không ạ? Với đơn giản các bạn mới chỉ là đại lý phần mềm thôi, đúng không ạ? Các bạn biết ạ, ngày sinh nhật các bạn cũng có quà, đúng không ạ? Sinh nhật của con các bạn cũng có quà. Không có một công ty nào có thể gì ạ, quan tâm đến nhân viên, đến đại lý, đến tổng đại lý một cách chi tiết và một cách chi tiết và quan tâm một cách sâu sắc như vậy. Và thực sự mình rất là mong muốn những bạn xem cái livestream này, các bạn biết nắm bắt cái cơ hội này để gì ạ? Để các bạn có một cộng đồng thực sự là phát triển. Các bạn được tham gia vào một môi trường thật là chuyên nghiệp để mà có được những cái kết quả tốt nhất trong cái quá trình kinh doanh online. Và đặc biệt là với những bà mẹ, những người bà mẹ hết sức là tuyệt vời, những bà mẹ bỉm sữa luôn luôn nỗ lực hết mình, thì các bạn thật sự là xứng đáng vào một cái môi trường như một môi trường như công ty Zila để các bạn gì ạ, có những cái trải nghiệm, có cái sự đoàn kết và yêu thương. Và điều đó nó tuyệt vời hơn cả cái số tiền mà các bạn bỏ ra đại lý. Thì trong cái livestream này mình muốn chia sẻ cho các bạn thực sự cái cơ hội là như vậy. Có rất là nhiều những cái cơ hội khác mà các bạn có thể gì ạ,
có thể các bạn tiếp cận, nhưng lựa chọn một cơ hội đúng đắn nhất, đúng không ạ? Và nó là một cái xu hướng tất yếu thì các bạn sẽ sớm thành công. Và với cái mức doanh thu 10 triệu, 20 triệu một tháng, thậm chí 30 triệu một tháng, nó thực sự là sẽ đạt được nếu các bạn cố gắng. Nó thực sự đạt được nếu các bạn cố gắng, đúng không ạ? Vậy thì các bạn hãy, nếu mà các bạn xem cái livestream này và các bạn thực sự cảm thấy đây là một cơ hội, các bạn hãy inbox cho Hải Ninh và Hải Ninh sẽ chia sẻ thêm cho các bạn các cái nội dung cũng như kiến thức để các bạn hiểu rõ hơn về các cái phần mềm này. Đó là gì? Thì ở trong cái phần này mình sẽ giới thiệu qua một chút, mình sẽ giới thiệu qua một chút về các cái phần mềm để hỗ trợ kinh doanh online để các bạn được biết. Thì phần mềm thứ nhất là phần mềm Auto MB, nó sẽ hỗ trợ cho các bạn gì ạ? Tự động comment, thả tim, like vào bài viết của bạn bè. Thì đây là một phần mềm rất là quan trọng để chăm sóc khách hàng, đúng không ạ? Phần mềm thứ hai là phần mềm inbox, tức là phần mềm tìm inbox FB á, là phần mềm tìm kiếm khách hàng tiềm năng, lọc bỏ những bạn bè không tương tác, nhắn tin với bạn bè một hàng loạt, đúng không ạ? Nhắn tin hàng trăm khách hàng để chúng ta gì ạ? Để chúng ta phủ sóng cái sản phẩm của chúng ta đến thị trường, đến khách hàng tiềm năng, để chúng ta luôn luôn có một cái lượng khách hàng tiềm năng tư vấn mỗi ngày. Đấy. Và cái phần mềm thứ ba là phần mềm live FB, là cái phần mềm gì ạ? Là cái phần mềm phát livestream trực tiếp từ chính các video có sẵn. Bạn hoàn toàn có thể lấy link trên YouTube hay là link trên chính các cái nick Facebook mà họ phát livestream để mình gì ạ? Livestream mình đưa cái link video đó vào có trong cái phần mềm để cái Facebook của mình trở thành livestream trực tiếp và nó thu hút thậm chí hàng trăm hàng nghìn lượt người người xem và có thể gia tăng rất là nhanh cái lượt người theo dõi. Đấy. Và cuối cùng là phần mềm TOEBI là cái phần mềm mà gì ạ? Để hỗ trợ các bạn đăng bài tự động. Có rất nhiều những người gì ạ? Đang là nhân viên văn phòng, đang là giáo viên, giảng viên cùng kinh doanh online trên thị trường để gì ạ? Để mà có thêm doanh thu và thu nhập và họ đang rất là bận rộn, họ cũng rất là cần cái phần mềm TOEBI đăng bài tự động để hỗ trợ họ trong quá trình kinh doanh online đạt hiệu quả. Vì nếu mà họ không đăng bài thường xuyên thì Facebook nó sẽ làm sao ạ? Nó sẽ giảm hiển thị và giảm tương tác nên là không thể nào mà bài đăng mà nhìn thấy được. Do đó đây là bốn phần mềm đều hết sức là quan trọng để hỗ trợ cho những người kinh doanh online bán hàng hiệu quả hơn. Và các bạn nhận định nó như thế nào? Các bạn thấy nó là thực sự là một cơ hội thì các bạn hãy nắm bắt nó, trở thành đại lý một phần mềm là các bạn có cơ hội gì ạ? Thay đổi cái doanh thu nhập của mình cũng như là gia tăng được cái gì ạ? Gia tăng được cái nguồn doanh thu và thu nhập. Một ngày các bạn chỉ cần bán cho một người, đúng không ạ? Một người kinh doanh online họ sẵn sàng chi trả 1 triệu rưỡi để có được cái sản phẩm phần mềm, đúng không ạ? Vậy thì các bạn một ngày các bạn có thể bán được cho một người, thậm chí một ngày một người mà người đó lại mua 3 4 công cụ là các bạn đã có 5 triệu rồi. Con số đó thực sự là của các bạn. Nhưng vấn đề là các bạn phải biết nắm bắt cơ hội. Bởi vì bản thân Hải Ninh đã từng gì ạ? Đã từng kinh doanh online, Hải Ninh biết rồi. Và trong cái quá trình kinh doanh online mình đã gì ạ? Đã từng trải qua các cái gì ạ? Các cái thời kỳ và mình nhận thấy đây là một cơ hội lớn. Mình đã trở thành đại lý, sau đó mình trở thành tổng đại lý phần mềm và bây giờ mình trở thành giám đốc kinh doanh Zalo Việt Nam là vì mình biết nắm bắt cơ hội. Còn các bạn hãy nhận định lại thị trường đi. Những người kinh doanh online ngày càng trở nên gì ạ? Ngày càng trở nên gia tăng một cách mạnh mẽ, ngày càng bùng nổ, đúng không ạ? Và cái con số những người kinh doanh online trở nên gì ạ? Trở lên tăng vượt trội. Do đó mình bán cái sản phẩm mà cung cấp cho chính những người kinh doanh online này thì nó mới thực sự là gì ạ? Mới thực sự là một xu thế, thực sự là tiềm năng và nó đem đến cho các bạn tiền triệu mỗi ngày nếu mà các bạn thực sự biết nắm bắt cơ hội. Thì trong cái livestream ngày hôm nay Hải Ninh sẽ tạm thời dừng ở đây. Những bạn nào quan tâm đến việc cơ hội trở thành đại lý phần mềm thì hãy inbox trực tiếp cho Hải Ninh và mình rất mong là các bạn sẽ biết nắm bắt cái cơ hội này. Trong cái livestream này thì mình sẽ chuẩn bị kết thúc ở đây. Có bạn nào muốn hỏi thêm cái nội dung livestream trong buổi ngày hôm nay thì các bạn hãy comment xuống phía dưới nào. Mời các bạn hãy comment xuống phía dưới ạ. Các bạn hãy comment xuống phía dưới nhé. Nếu mà các bạn có nội dung câu hỏi gì các bạn hãy comment xuống phía dưới. Nếu mà bạn không có câu hỏi gì trong cái livestream này
thì mình sẽ kết thúc livestream ở đây. Và những bạn nào mà vào sau, các bạn có thể xem lại cái livestream này và mình đã chia sẻ cho bạn cơ hội rồi. Đấy, các bạn có thể cùng kinh doanh sản phẩm mà các bạn đang cung cấp, để với cái sản phẩm phần mềm này nó sẽ hỗ trợ cho bạn bán hàng hiệu quả hơn, đạt được cái kết quả cao hơn. Được chưa ạ? Các bạn thực sự quan tâm hãy inbox cho nick Facebook Hải Ninh nhé. Mình sẽ kết thúc livestream ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem cái livestream này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.